Dàn sao Việt sốc khi hay tin cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam, ông Alfred Riddle qua đời. Tối ngày 8 tháng 9, thông tin ông Alfred Riddle qua đời được truyền thông địa phương đăng tải, khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi bàng hoàng. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam mất khi được 70 tuổi và được cho là vì căn bệnh ung thư. Ông điều trị bệnh đã trong nhiều năm. Ông từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời điểm có nhiều cầu thủ thế hệ vàng. Không chỉ các cựu cầu thủ tuyển Việt Nam mà các sao Việt khác cũng bày tỏ tiếc thương khi hay tin ông đã qua đời. MC Trần Quang Minh khi đọc được thông tin về sự ra đi của ông Alfred Riddle đã cảm thấy bất ngờ quá vì vẫn nghĩ là ông còn trẻ. Trả lời phần bình luận phía dưới bài viết, nam MC cho hay: "Tôi thấy tin mà giật mình, cảm giác hồi mình chạy lon ton trong sân bóng cùng anh em V3 làm các giải đấu, gặp ông ấy suốt như ngày hôm qua." MC Trần Quang Minh nhớ về cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam với những thành tích mà ông gây dựng được. Nam MC của đài truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Alfred Riddle qua đời. Chia buồn cùng gia đình và các học trò của ông. Thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Việt Hoàng, Hữu Thắng và rất nhiều tên tuổi khác. Dưới thời Riddle, Việt Nam vào chung kết Tiger Cup 1998 và 3 lần giành huy chương bạc ở các kỳ SEA Games năm 1999, 2003 và 2005. Quang Minh cũng chia sẻ lại thông tin về việc ông Riddle sinh ngày 2 tháng 11 năm 1949 và mất ngày 8 tháng 9 năm 2020, là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Áo. Chia sẻ dưới bài viết của MC Quang Minh, nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ về việc cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam qua đời đột ngột. Công Vinh là cầu thủ gắn bó nhiều thời gian dưới đời huấn luyện viên Alfred Riddle. Anh cho biết rất sốc khi hay tin ông Riddle là một người thầy mà anh gắn bó từ năm 2003. Cựu cầu thủ Phan Thanh Bình cũng xót xa trước sự ra đi của người thầy. Anh viết: "Một người thầy đáng kính của bao thế hệ cầu thủ tài giỏi. Bóng đá Việt Nam thời kỳ hội nhập, tiếp cận với bóng đá trời Âu cũng là nhờ dấu ấn của ông. Hãy thanh thản nhé thầy." MC Thu Hoài dẫn bản tin thể thao trên sóng truyền hình cũng chia sẻ cảm xúc khi hay tin huấn luyện viên Alfred Riddle qua đời. "Vẫn còn nhớ ngày bé xem ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thời ấy đã có những lần tưởng chừng chúng ta chạm được một tay vào ngôi vô địch. Nhưng cứ vì một cái duyên nào đó để rồi Việt Nam lại dang dở giấc mơ vàng." Tuy nhiên, những tấm huy chương bạc ngày đó cũng từng là một thời kỳ huy hoàng và khó quên của bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá bày tỏ tiếc thương đối với sự ra đi của vị huấn luyện viên người Áo. "Một thời để nhớ, xin chia buồn cùng gia đình ông, người thầy tận tụy, có tâm với bóng đá Việt Nam. Việt Nam luôn nhớ đến ông và những gì ông mang lại cho bóng đá Việt Nam. Thời ông đã cho ra một thế hệ vàng bóng đá Việt, rất trân trọng những đóng góp của ông. Nhưng nghiệp huấn luyện viên là gắn với thành tích khi mà đối thủ họ vượt lên." Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.